Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì trước khi giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm tiền mới á, thì mình cập nhật cái tình hình rút tiền của 4 trang web kiếm USD và RUP miễn phí hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn ha. Cả 4 trang web này đều kiếm được đồng thời cả hai loại tiền là USD và RUP luôn ha các bạn. Rồi, thì trang web thứ nhất đó là trang web AaronClick. Rồi, xin lỗi, để em bấm vô một rút tiền các bạn. Rồi thì hôm nay mình có rút là một rút ha các bạn, là về ví PE của mình này ha, 103861 này ha các bạn. Đây địa chỉ ví của mình. Rồi vào ngày 11 tháng 9 và 3 giờ 46 theo giờ của nó ha các bạn. Đó, đây là trang web thứ nhất mình sẽ cập nhật cho các bạn ha. Đây 3 giờ 48 phút một rút. Đây nó không có trừ phí mình thấy các bạn. Làm nhắn cho các bạn coi cái lịch sử này ha. 3 giờ 48 phút ngày 11 tháng 9 ha. Một group. À xin lỗi các bạn, cái này là của Inbook rồi. Cái này. À đây các bạn. 3 giờ 46 phút 11 tháng 9 này ha các bạn. AaronClick trả cho mình này ha, một group. Rồi. 3 giờ 46. Đây 3 giờ 46 tiền về liền ngay lập tức ha các bạn. Đó là đầu tiên là về trang web AaronClick ha các bạn. Tiếp theo là cái trang web tiếp theo là trang web Inbook. Inbook thì mình có rút là một group nè các bạn, và về ví PE của mình ha, vào ngày 11 tháng 9 3 giờ 48 phút ha. Hồi nãy mình có bóng lộn cho các bạn xem thì các bạn cũng thấy rồi đó, đó là trang web Inbook các bạn. Đây. 11 tháng 9 nè các bạn, 3 giờ 48 phút nó trả cho mình một group nữa ha, Inbook nè các bạn. Rồi, đó là trang web thứ hai. Trang web thứ ba là trang web Vuesibut. Đây thì mình có rút là một group là địa chỉ ví của mình này ha. Vào ngày 11 tháng 9 và 3 giờ 48 luôn ha các bạn. Đây mình mở địa chỉ ví cho các bạn xem ha. Đây 11 giờ xin lỗi là 11 tháng 9 3 giờ 48 phút một group, và cái trang web trả cho mình là Vuesibut ha các bạn. Rồi đó là trang web thứ ba, tình hình cập nhật của trang web thứ ba ha. Rút tiền của trang web thứ ba. Tiếp đến là trang web thứ tư là trang web là Serput ha các bạn, mình có rút giờ là một group vào ngày 11 tháng 9, cái này không có giờ ha các bạn, không có thời gian ha. Rồi đây trang web cuối cùng là trang web Serbook. Đây 11 tháng 9 giờ lúc 3 giờ 49 ha các bạn, là Serbook nó trả cho mình là một group ha. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn là tình hình rút tiền của 4 trang web là AaronClick, Inbook, Vuesibut và trang web cuối cùng là trang web Serbook. Thì hiện nay 4 trang web này chiến rất ok các bạn. Một ngày các bạn kiếm một group hoặc 0,02 đô là chuyện bình thường các bạn. Rồi cho nên bạn nào đã và đang tham chiến trên trang web này thì tiếp tục chiến đấu cùng mình ha. Còn bạn nào chưa biết đến trang web thì hãy xem video sau đó là tham gia chiến ngay trên trang web này để kiếm về group và USD các bạn. Tùy theo bạn muốn đổi về tiền loại tiền nào ha. Rồi thì đó là về cái tình hình cập nhật rút tiền của 4 trang web trên. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 trang web kiếm Dogecoin hoàn toàn miễn phí ha. Sau mỗi lần các bạn claim thì tiền sẽ trực tiếp về ví của các bạn luôn ha. Ở đây nó chỉ hỗ trợ ví FastPay ha các bạn. Đường link đăng ký tham gia link 5 trang web này thì mình sẽ để bên dưới video ha các bạn. Rồi thì đi vào trang web thứ nhất. Đi vào trang web thứ nhất đó là trang web CryptoPunk ha các bạn. Rồi thì tương tự ở những trang web mình đã giới thiệu trước cho các bạn đó, lem dot coi trực tiếp về bí á, thì ở đây á, là mỗi một phút á, là nó sẽ chúng ta sẽ claim một lần ha, và nó cho chúng ta là 0,4 đó ha, con số khá là ngon ha các bạn. Và một ngày nó cho chúng ta lem là 5 lần trong ngày ha các bạn. Cái này khá là nhanh thôi, chỉ 5 phút là các bạn kiếm đâu đó là khoảng một đó ha. À, một đó cử ha các bạn. Rồi mình sẽ đi vào thực hiện cái phần claim để lấy kiếm tiền luôn ha các bạn. Thì đầu tiên các bạn xác nhận là chúng ta là con người ha, nhấn vào đây. Rồi, ngồi đợi tí xíu. Sau đó nó chuyển qua cho các bạn một cái trang quảng cáo ha. Các bạn xác nhận trang quảng cáo này xong nó sẽ quay về cái trang chủ hồi nãy. Rồi thì bấm continue ha các bạn. Khi mà nó xuất hiện những cái trang web nhảy qua trang web mới nó quảng cáo thì các bạn có được quyền tắt ha. Rồi thì các bạn đợi 6 giây ha các bạn. Rồi nhấn red link, nó hiện ra cái trang web quảng cáo thì các bạn cứ tắt ha.
Rồi thì bây giờ các bạn vào claim chính thức các bạn. Thì đây là địa chỉ ví. Thì á các bạn đợi mình chút xíu ha. Để mình nhập cái Fastest Pay của mình vô cho các bạn xem ha. Rồi. Rồi. Thì á, địa chỉ ví các bạn lấy từ đâu? Các bạn lấy từ Fastest Pay hay các bạn. Các bạn nhắn vô deposit này ha. Sau đó các bạn chọn địa chỉ ví là Dogecoin ha. Và các bạn nên nhớ là địa chỉ ví sau Fastest Pay ha các bạn. Rồi các bạn nhấn copy cái địa chỉ ví này. Sau đó các bạn dán vào cái dòng ở đây. Đây các bạn dán vào đây ha. Rồi sau đó các bạn tiếp tục là nhắn là tôi không phải người máy. Rồi các bạn nhấn tàu thuyền. Rồi ok. Đó sau đó các bạn nhấn get reward. Đó. Mình làm lại các bạn, nó bắt mình làm lại ha. Xe đạp. Xe đạp. Ok. Sau đó các bạn nhấn get reward. À, cái đây còn cấp cha nè, mình chưa giải ta. Rồi, nhấn get reward. Trang để mình dịch xem cái gì. À, ở đây cái vội nó đã hết tiền ha các bạn. Rồi thì mình tạm thời hướng dẫn các bạn đối với cái trang web này tới đây ha. Qua ngày mai á, thì mình sẽ claim để cho các bạn thấy là cái vòi này nó vẫn trả tiền bình thường ha. Cái vòi này hiện nay nó hết tiền ha các bạn. Rồi thì đó là trang web thứ nhất mình muốn giới thiệu với các bạn ha. Đó là trang web Return Fund. Ngày mai các bạn có thể tham chiến bình thường ha. Hiện nay vòi nó hết tiền rồi. Tại vì những cái trang web này á, người chơi khá là đông ha. Rồi, rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web thứ hai. Đó là trang web Boost Faucet. Thì ở đây á, một ngày nó cho chúng ta là 0.1 ha các bạn. Và cứ 5 phút chúng ta được claim một lần ha. Thì đây tương tự như hồi nãy là chúng ta về địa chỉ ví Fastest Pay. Sau đó chúng ta nhắn vô deposit và chúng ta chọn cái copy cái địa chỉ ví của mình. Sau đó dán vào cái chỗ này. Dán vào cái chỗ địa chỉ ví nha các bạn. Đó, các bạn lưu lại dù nó có hiện qua trang quảng cáo các bạn cứ back lại ha. Rồi các bạn nhắn vào đây. Sau đó các bạn dán địa chỉ ví của bạn vào. Sau đó các bạn nhấn login ha các bạn. Rồi. À xin lỗi các bạn, trang web trước á thì cái địa chỉ cái đường link giới thiệu của các bạn á, sau khi các bạn get reward á thành công á thì cái đường link giới thiệu nó nằm ở phía dưới ha các bạn. Ha, rồi. Thì tương tự như trang web Good Faucet này nè. Nó cái đường link giới thiệu của các bạn thì nó cũng sẽ nằm ở phía dưới. Nó nằm ở phía dưới như thế này ha. Đây 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 đây, đây chính là cái đường link giới thiệu của các bạn nè. Ha, các bạn giới thiệu cho bạn bè của các bạn á. Thì đối với trang web này bạn sẽ được 10% trong tổng số tiền họ kiếm được ha. Thì rồi thì quay trở lại cái phần claim trên trang web này. Sau khi ta nhập địa chỉ ví vào thì các bạn nhấn login. Rồi nó sẽ vào bên trong. Sau đó các bạn giải captcha ha. Đó. Rồi, sau đó các bạn giải captcha bằng chữ ha. Rồi, sau đó các bạn nhấn claim. Rồi, thì nó đã tiền nó đã về ví của mình ha các bạn. Và đó sau 5 phút thì chúng ta quay lại chúng ta claim lần nữa ha. Để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình ha. Ở đây là trong cái boost faucet ha các bạn. Rồi, các bạn đợi mình chút xíu. Đây boost faucet ha các bạn, nó chuyển về cho mình là 0.1 dot ha. Và ngày 11 tháng 9 ha các bạn. Rất là ok ha. Rồi thì đó là trang web thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là trang web thứ ba. Trang web thứ ba này á thì cũng tương tự như trang web boost faucet hồi nãy thôi. Là chúng ta sẽ được 0.1 dot và cứ mỗi 5 phút chúng ta claim một lần ha. Ở trang web trước thì nó không có giới hạn cho chúng ta là số lần claim trong ngày ha. Đối với trang web này cũng vậy ha các bạn. Và các bạn nên nhớ đây là địa chỉ ví Fastest Pay ha các bạn, nó có ghi rất là rõ ha.
Rồi thì các bạn nhập địa chỉ ví vào đây. Nếu mà hiện quảng cáo hoặc nó nhảy qua trang khác thì các bạn cứ back về và tắt cái trang quảng cáo mới nha các bạn. Là ok. Rồi các bạn nhập địa chỉ ví vào đây. Ở đây mình có sẵn địa chỉ ví mình nhập ha. Cách làm thì tương tự như hai trang web trước. Rồi các bạn nhấn login. Rồi. Sau đó các bạn là ở đây login chưa vào ha. Mình vào lại nha các bạn. Các bạn tham gia kiếm tiền miễn phí thì các bạn phải chịu khó ha, nó hay nhảy ra quảng cáo lắm. Rồi, thì đây mình sẽ giải captcha tương tự như trang web trước thôi. X là cộng X trừ cộng 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 trừ trừ cộng trừ 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 cộng 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 trừ. Rồi các bạn đợi sau đó các bạn giải cái captcha chữ này ha. Rồi sau đó các bạn nhấn nút claim. Nó sẽ kêu mình đợi 5 phút các bạn, tương tự như trong web boot faucet hồi nãy nè ha. Trang web này là faucet captcha ha các bạn. Rồi thì mình kiểm tra địa chỉ ví của mình ha. Đây các bạn, faucet captcha nó đã trả cho mình 0.1 dot này ha. Ngày 11 tháng 9 nè ha. Cả hai trang web boot faucet và faucet captcha thì nó không có giới hạn số lượng ta lem trong ngày ha các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn trang web thứ ba ha. Tiếp theo là trang web thứ tư. Thì trước khi vào trang web thứ tư á, thì cái đường link giới thiệu của các bạn nằm phía bên dưới này ha các bạn. Rồi thì mỗi một người bạn mà các bạn giới thiệu á, sẽ được 10% tổng số tiền họ kiếm được ha. Rồi tiếp theo là trang web thứ tư. Đó là trang web là Parad ha các bạn. Parad Faucet. Thì ở đây á, nó ở đây cái ba lăng cái số tổng nó còn chỉ còn có 75 dot thôi. Khi mà số này hết á, ngày mai chúng ta sẽ nó bổ sung lại, chúng ta sẽ tiếp tục claim ha. Ở đây còn 75 dot là cũng còn khá là nhiều ha. Và ở đây á, nó mỗi một lần claim nó cho chúng ta là 0.02 và không có thời gian để các bạn claim ha các bạn, rất là ngon ha. 0.02 các bạn claim đâu đó là 5 lần là các bạn 0.01 rồi. Đó 0.1 rồi, nó bằng cái web kia rồi. Đó. Rồi. Thì ở đây á, tương tự là các bạn nhập địa chỉ ví vào đây. Ha, nhập địa chỉ ví của các bạn vào đây, các bạn qua faucet ví faucet pay nè. Sau đó các bạn nhấn deposit. Sau đó các bạn copy địa chỉ dot coin của các bạn. Sau đó các bạn dán vào đây. Rồi các bạn xác minh tôi không phải người máy. Rồi chúng ta giải hack captcha của nó các bạn. Thì đây nó yêu cầu mình hình chứa xe buýt. Thì mình chọn hình chứa xe buýt là xong. Rồi. Rồi sau đó các bạn nhấn Red Reward. Sorry các bạn, mạng của mình hôm nay khá là chậm ha. Rồi nó đã trả tiền cho mình về ví Faucet Pay nè các bạn. Là 0.2 dot nè ha. Đây chính là cái đường link giới thiệu của các bạn ha. Rất rõ ràng ha, đây chính là đường link giới thiệu của các bạn. Các bạn dùng đường link này giới thiệu cho bạn bè các bạn sẽ được 25% tổng số tiền của họ kiếm được ha. Rồi thì mình sẽ kiểm tra địa chỉ ví của mình. Đây là con Farad. Farad Faucet. Rồi. Đây các bạn, Farad Faucet nè ha. No time, no limit ha, là không thời gian và không giới hạn ha. Là nên chuyển cho mình là 0.02 dot nè, vào ngày 11 tháng 9 ha. Rồi trang web thứ ba mình giới thiệu cho bạn rất là ok ha, rất ngon ha. Rồi trang web cuối cùng là trang web thứ năm. Đó, thì đối với trang web này á, thì đây cái ba lăng nó còn là 20 dot nè các bạn. Mỗi lần các bạn claim á, là được 0.2 dot ha. Mà một ngày chúng ta sẽ được claim là 3 lần ha. Hồi sáng mình có test cho nên mình claim hết một lần ha các bạn. Rồi thì cứ mỗi sau 60 phút chúng ta claim một lần là sẽ được 0.2 ha. Một ngày tối đa chúng ta claim được 3 lần. Rồi thì đây tương tự là các bạn vào phí Faucet Pay, sau đó copy địa chỉ ví từ đây qua. Rồi sau đó các bạn là nhắn tôi không phải người máy. Đây mình có địa chỉ ví sẵn ha, mình claim luôn ha các bạn. Ở đây nhắn tôi không phải người máy. Sau đó các bạn giải cái cấp cái mã của nó. Rồi sau đó các bạn nhấn get core.
Rồi, các bạn đợi chút xíu. Khi nó hiện cái co này á thì các bạn nhập vào bên kia là xong ha. Rồi, các bạn copy cái co này. Đó, sau đó các bạn dán vào đây. Rồi, các bạn open. Sau đó các bạn nhấn kết report. Rồi ok, nó đã chuyển cho mình là 0,2 dot của ví sao file set bay các bạn. Đây chính là cái đường link giới thiệu của bạn cho bạn bè các bạn ha. Mỗi một người bạn bè tham gia thì các bạn sẽ được 5% trên tổng số tiền họ kiếm được trong ngày các bạn. Rồi thì mình sẽ kiểm tra địa chỉ ví của mình cho các bạn xem ha. Rồi. Để mình reset lại. Rồi các bạn. Thì đây. Trang web cuối cùng mình giới thiệu cho các bạn hồi nãy nó có tên là Hercoin ha các bạn. Đây Hercoin nó đã chuyển cho mình là 0,2 này ha. Đó là ngày 11 tháng 9 này ha các bạn. Rất ok ha. Rồi. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn 5 trang web kiếm Dogecoin hoàn toàn miễn phí và cứ sau mỗi lần claim á, thì sẽ về thẳng ví cho các bạn luôn. Ở đây nó chỉ hỗ trợ ví FastPay thôi các bạn. Đối với trang web đầu tiên á, thì ngày mai các bạn quay lại claim theo các bước mình hướng dẫn á, thì tiền nó vẫn sẽ về ok ha. Hiện nay là cái ba lăng của nó hết rồi, cái số tiền tổng của nó đã hết rồi. Rồi thì video mình sẽ kết thúc tại đây. Đường link tham gia 5 trang web này mình để phía dưới video các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới. Nếu các bạn thấy hay video hay hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi xin chào, tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn.